Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợn TV đang có mặt tại thôn Nậm Nhí của xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, và để đến đây tham dự một cái lễ cấp sắc của người dân tộc Dao Đỏ ấy, mọi người ạ. Mọi người cùng Lợn TV vào bên trong để tìm hiểu cái nét văn hóa, phong tục tập quán cấp sắc của bà con nơi đây nhé. Và đây là con đường bắt đầu đến gia đình của bà con. Đây mọi người ạ. Đây là người dân tộc Dao Đỏ nhé mọi người nhé. Hôm nay lần đầu tiên Lợn TV được tham dự cái lễ cấp sắc này, nên là còn rất nhiều cái bỡ ngỡ để hôm nay Lợn TV bắt đầu mới tìm hiểu đến. Đây là các thầy với gia đình đang làm cái đèn. Đây là các thầy đang làm đèn đấy nhỉ. Cái này là mình gọi là đèn này có mấy tầng anh chị? Cái này có mấy tầng anh? Ba tầng à? À, mình làm thêm tầng dưới này nữa. À, còn tầng trên, ở đây, một. Đây là một, hai, ba. Ba tầng, là bảy cái đèn như này. Hai cái đèn dưới chân. À, hai cái đèn chân. À, đây là, đây năm này, hai cái đèn dưới này là bảy. Cái này. Đây là anh chủ nhà nhỉ? Vâng, em chào anh nhé. Vâng, em là Lợn TV. Anh có thể giới thiệu qua cái cấp cái tục phong tục cấp sắc của người Dao mình không nhỉ? Chồng ạ. À? Hay như nào nhỉ? Vâng, là thế là mỗi người là một cái đèn này. Hay cả vợ cả chồng là một cái đèn này. Một cái đèn này thôi nhỉ? Tượng trưng cho một cái đèn này nhỉ? Là bảy đèn. Vâng. Trong một người. Vâng. Anh tên là gì nhỉ? Em rất cảm ơn anh nhé. Bắt đầu là vào chuẩn bị công việc chuẩn bị nhỉ? Nó là lời mở đầu ấy. Mở đầu ấy. Bắt đầu là sáng nay rồi. Còn bắt đầu là mình làm cái lễ này mất mấy ngày anh? 4 ngày. 3 ngày. Ba đêm. À, thế là 4 ngày 3 đêm đấy. Vâng. Cho nó làm nhanh thì 3 ngày 3 đêm cũng được. Vâng. Đây đang chuẩn bị cái đèn nhé mọi người nhé. Đây là những trang trí hoa văn. Cái này có đứng tự động này, cảm nhận đứng tự động, vâng. Xoay thoải mái, đứng tự động lay. Tông sẽ giả hoàn 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 tông sẽ
ยาปานตงเสยจี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 ปานตงเส
cần chi tiết dành tiền thái cho bệnh chàng cho xe vườn thoi đao trang nhà hoài đoàn tiền chỉ má phá chi ngàn tiền địa vườn cho xe chi tiết tổng tin phá làm đao trang tham gian cụ hoa chi tiêu thi nhiên chi nhau đầu vẹn phiêu giờ phong cơ dân đi chơi chiều đầu vẹn phiêu giờ phong mai cam kia hoa ban tổ tàn chi kia hoa tổng xe tiệp bình chai chi xỉa sâu tổng xe giờ thế giang nhân trong xe kia ha ban tổ cũ cũ đã đỡ thì sinh giờ mẫn y điều phản tàng tiền sản sinh nhàn tin trong xe khói sơ khói thẳng tin ra sơ tin rằng trong xe nhàn tin thiết sáng đồng tiền toái má trong xe ta sơ trong chả khói tiền tỷ vân chính tài trong xe ó và nhàn phụ chi chi sinh cùng quân qua thế và khỏi tung thai chưa đĩa xong mới bắt đầu mình mới vào cúng rồi xong ở đấy mới bắt đầu vào trong nhà nhỉ. Vâng, cúng xong trong nhà. Như cái này là cúng xong là mai đêm mai bắt đầu là nhưng mà mình thỉnh thoảng vẫn ra vào. Vâng. Và này xong là đệ cấp đèn cầm đèn là mai mới cầm. Vâng, cầm đèn là chắc tầm mai tới mai mới cầm. Thế cái chắc như tầm nửa đêm sang kênh mới cầm. À, 12 giờ đêm. Vâng. Yes, ยาเจียมเดียนบ่ซ้อมเปียวงอยาเจียมเดียนซ้อมบ่ซ้อมเจียมเจียมเหมือนเจียมเดียนยาชาเสชาเจียวจังจังบ่ตาเด้อขอเปลี่ยนตัวเจียก็เจียซ้อมซ้อมเดียนกำจันจันซ้อมซ้อมเจียมเหมือนบ่ปู่ด้านเจียของเจียปู่เจียเหมือนบ่ปู่มันเหมือนพ่อเจียตาหัวเจียพ่อเจียเจียหลงเจียหลงเจียมากกว่าเจียอี
我们的人生 南边工作山庄子山地子马庄子安 觉得八月那片片天，为五朝表朝夕相天动。我八岁三八年那公路上走哈，三里呀哈马在哈安，觉得那哈月那片片天，为五朝表朝夕相天动。 我们的人民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 的
giáng thiên sa pia pia hồng pia ba hồng si sa pia hồng sa xia giáng thiên đồng nhà nhà ca sĩ giá sĩ ba sĩ nó si sa pia sa xia giáng thiên đồng sa pia pia sa pia ba sa si sa pia sa xia giáng thiên đồng Yan 他该造票两千年